tháng kể từ ngày khởi công. Đến nay, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua thành phố Cần Thơ đã được cung ứng cát tới công trường. Công nhân sẵn sàng bắt tay vào việc. Ông Nguyễn Tấn Đạt, chỉ huy trưởng gói thầu 11 thuộc tập đoàn Định An thông tin, nhà thầu đang sử dụng 7 xà lan để vận chuyển cát về công trường, trong đó mỗi xà lan cung ứng khoảng 900 mét khối cát. Hiện lực lượng thi công đang lắp đường ống để vận chuyển cát vào điểm tập kết, rồi sau đó sẽ dùng các phương tiện để chở đi xà lấp. Theo ông Đạt, trong quá trình đang thi công, đơn vị vẫn phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ tiếp tục làm việc với các địa phương Sóc Trăng, Vĩnh Long tìm thêm nhiều nguồn khác để có cát phục vụ công tác thi công của dự án.